hơn 70 tuổi và rất là nhiều năm sáng tác ra những cái tác phẩm âm nhạc, thì tới đây ông mới có một đêm nhạc cho riêng mình. Trong khi những người bạn của ông như là nhạc sĩ Trần Tiến, rồi nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Dương Thụ cũng đã có những đêm nhạc của mình. Tại sao lại là thời điểm này, và tại sao lại là những gương mặt mới chưa hát nhiều những âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương như Thu Phương hay là ca sĩ Bằng Kiều ạ? Tôi thì cũng là tương đối nhiều tác phẩm. Thế tại sao lại không làm một chương trình riêng cho mình? Bởi vì cái chính là bởi vì tôi cứ thấy rằng là nếu đã làm một chương trình riêng ấy, thì không thể chỉ đơn giản là góp nhặt những tác phẩm đã có và trình bày nó lên. Thế thì tôi nghĩ là khi nghĩ đến chuyện làm chương trình là tôi lập tức lại lo lắng luôn là làm thế nào cho chương trình đó nó thật đậm đà, nó thật hấp dẫn. Thí dụ như là khán giả đã từng yêu bài hát Hồ Trên Núi chẳng hạn, qua giọng hát ngày xưa là của nhạc của nghệ sĩ Quang Phát đấy, từ cái thời năm 1970, 71, 72 gì đấy, thì đã từng yêu quý nó đấy. Thế bây giờ lại nghe lại bài Hồ Trên Núi mà lại không yêu bằng cái Hồ Trên Núi hồi năm 71, 72 thì tôi nghĩ bụng là thôi, như thế thì mình đừng làm nữa. Hoặc bài hát Chảy Đi Sông Ngơi hay Trên Đỉnh Phú Vân là khán giả đã từng yêu quý nó. Với bây giờ là mình làm một chương trình, vậy thì những tác phẩm đó là phải có trách nhiệm làm thế nào để đem lại cho khán giả là một cái cảm giác, là một sự cảm thụ, nếu không hay hơn thì ít nhất để phải nguyên vẹn cái tình yêu của khán giả với bài hát đó. Vậy thì đấy là một việc làm rất khó khăn, không đơn giản. Do đó tôi cứ trì hoãn mãi, trì hoãn nhiều năm đấy. Nhưng đến bây giờ đấy thì nó một là bạn bè nhắc nhở, mà những người yêu nhạc mình nhắc nhở, và có lẽ là mình vẫn còn một cái nhiệt huyết muốn cống hiến cho khán giả, vẫn còn say mê với cái bản chất của một là người nghệ sĩ, là muốn sáng tạo và muốn cống hiến. Thì mặc dù gần đây thì 10-15 năm nay tôi rất bận công việc khác, đấy là chắc các bạn cũng biết là cái về quyền tác giả, đấy là môi trường hoạt động hoàn toàn khác, khác đến mức độ mà tôi phải dừng tất cả những cái việc sáng tác lại. Tất cả những cái lời đề nghị sáng tác tôi đều xin lỗi, những lời mời sáng tác tôi đều xin lỗi vì tôi quá bận đấy. Nhưng mà tại sao lại là Bằng Kiều và Thu Phương, hai cái ca sĩ chưa hát nhiều âm nhạc của ông? Ở đây tôi có thể nói luôn là Bằng Kiều sẽ đảm nhận bài Chảy Đi Sông Ngơi, Thu Phương đảm nhận bài Trên Đỉnh Phú Vân. Thì có dám khẳng định rằng Thu Phương hát Trên Mỹ Linh hiệu quả hơn Mỹ Linh trong bài Trên Đỉnh Phú Vân hay không? Hoặc có dám khẳng định rằng là Bằng Kiều hát Chảy Đi Sông Ngơi hay hơn những ca sĩ đã từng thành công trong bài Chảy Đi Sông Ngơi chưa? Thì tôi chưa dám khẳng định. Nhưng ít nhất là Chảy Đi Sông Ngơi thông qua cách là trình diễn của Bằng Kiều, tâm hồn của Bằng Kiều và kỹ năng của Bằng Kiều cũng giống như Trên Đỉnh Phú Vân, thông qua bản thân Thu Phương. Thì đương nhiên là có một điều mà là tôi hoàn toàn có thể hy vọng rằng ít nhất là nó khác đi. Trước hết là chúng khán giả sẽ được một cái khẳng định rõ ràng là được, là có một Chảy Đi Sông Ngơi khác, có một Trên Đỉnh Phú Vân khác. Thế còn nó có hay hơn những cái bản cũ hay không thì là còn tùy quan điểm đấy, tùy nhận định, tùy cái góc cảm thụ của khán giả. Mặc dù có rất là nhiều những tác phẩm nổi tiếng như là Trên Đỉnh Phú Vân hay là Chảy Đi Sông Ơi, Hồ Trên Núi, Không Thể Và Có Thể và rất là nhiều những tác phẩm khác, nhưng mà những năm trở lại đây thì khán giả lại nhớ đến ông trong một vai trò mà nhiều người gọi vui là đi đòi nợ thuê trong âm nhạc. Nhìn lại chặng đường đã qua thì ông thấy mình được gì và mất gì từ công việc thu phí bản quyền âm nhạc ạ? Trước hết tôi phải giải thích luôn một cái điều hết sức đơn giản mà nhiều khi mọi người không nhận ra. Cái việc mà chúng tôi đang làm về quyền tác giả đấy không thể nào so sánh với việc đòi nợ thuê được. Tôi nói thí dụ đòi nợ thuê thì cái người này là người biết là họ nợ đấy, mà họ không chịu giả hoặc trốn nợ, thì chỉ việc đòi cái người mà họ biết là họ đã đang nợ. Còn ở đây đấy, cái việc mà về trong cái nhận thức về quyền tác giả đấy, thì ở đây trước hết là tôi còn phải làm cái việc là các anh đang nợ tôi, chứ không phải là các anh đang nợ nhạc sĩ đấy, chúng tôi chứ không phải là tôi, đây là tôi nói chúng tôi đấy. Nên là sau đó xác định là họ nợ đã này,
sau đó là xác định là họ nợ bao nhiêu. Cái việc này nó vô cùng phức tạp và nó thay đổi nhận thức xã hội chứ đâu có phải chỉ là đòi nợ thuế. À, giới làm nghề thì đánh giá ông rất là cao ở vai trò sáng tác, và có không ít người bày tỏ sự thương cảm bởi cái sự vất vả đôi khi đến nhục nhã mà như lời ông tự ví trong cái trọng trách đi đòi lại bản quyền âm nhạc cho các nhạc sĩ. Tại sao ông lại đưa mình vào chồng để làm mồi cho dư luận cũng như là để có nhiều người không yêu mến mình trong cái công việc này ạ? Thì có một lần nhạc sĩ Dẫn Nho hỏi thật tôi, anh Dẫn Nho bảo Phương ơi, tại sao cũng lại như vậy, tại sáng tác cậu đang sáng tác hay như vậy, đang dồi dào như vậy mà cậu đi cậu lao vào cái việc làm quyền tác giả này thì cậu có cái gì, cậu được cái gì? Cái câu có cái gì và được cái gì đấy là tôi cũng hơi bị chạnh lòng đấy. Cậu được cái gì đấy thì tôi phải giải thích này anh Nho ạ. Cái niềm vui sáng tạo là cái niềm vui vô cùng lớn, là nó là có thể là cái động lực suốt cả đời của một nhạc sĩ, một nghệ sĩ, tức là cái sự sáng tạo. Và phải thấy cái sáng tạo là một niềm vui vô cùng lớn thì cái người nhạc sĩ, người nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ mới có thể bỏ cả cuộc đời của mình ra để đi theo con đường đó. Nhưng thưa anh, trong đời này không phải chỉ có mỗi nguồn vui sáng tạo. Thưa anh, còn có một niềm vui khám phá và dấn thân. Nó hồi hộp lắm. Cho nên người ta mới có thể lên vũ trụ gì xuống hang sâu là lên đỉnh núi. Vân vân, họ bỏ cả cuộc đời họ đi khám phá cái đấy. Thì cái việc dấn thân khám phá là nó cũng gây một trạng thái hưng phấn, thậm chí thưa anh nó còn hồi hộp hơn cả sáng tạo. Thế lúc bây giờ anh Dẫn Nho vào, Phương nói thế thì mình yên tâm. Ông ấy sợ thằng em ông ấy là lạc mất một cái niềm vui thực sự mà của một con người. Thì tôi nói rằng là thưa anh, thế vậy thì anh thấy thế nào? Cái niềm vui của sự khám phá, dâng hiến và mạo hiểm nó kích động con người có khi còn hơn cả sự sáng tạo. Thì ông Dẫn Nho vào, anh Dẫn Nho lặng đi độ 3 giây, 5 giây. Sau đó anh bảo, thế thì cậu cứ tiếp tục đi. Đằng sau những tác phẩm âm nhạc, đời sống hôn nhân của nhạc sĩ Phó Đức Phương có gì đặc biệt, lâu nay vẫn luôn là thắc mắc của nhiều khán giả. Khi tôi với lại Lan Anh, vợ tôi hiện nay đấy, gặp nhau đấy, thì lúc bây giờ tôi là một nhạc sĩ, mà Lan Anh thì đang là một học sinh viên khoa thanh nhạc ở nhạc viện. Câu chuyện tình đẹp và như là định mệnh của người nhạc sĩ tài hoa với người vợ kém 20 tuổi, cùng những chia sẻ thú vị về ba người con lần đầu tiên sẽ được nhạc sĩ Phó Đức Phương trải lòng ở phần 2 của chương trình Hot Face. Mời quý vị đón xem.